Vâng, xin chào các bạn. Mình là anh Hòa của kênh Dâu Tây Sạch Anh Hòa. Thì mình có cái niềm đam mê và sở thích đó là trồng cây dâu tây. Thì hiện tại là mình đang phát triển cái đề án là trồng cây dâu tây để phục vụ cho gia đình mình thôi. Đấy, đề án nhỏ thôi. Đấy, thì hiện tại thì mình có mở cái kênh là Dâu Tây Sạch Anh Hòa nhằm là giới thiệu, hướng dẫn các bạn có chung cái niềm đam mê sở thích đó là trồng cây dâu tây. Đấy. Thì ngoài ra thì trong cái kênh này mình cũng đăng một số cái giải trí, clip giải trí. Đấy. Ví dụ như là niềm đam mê của mình nó về câu cá để chúng ta có những giây phút là thư giãn, giải trí. Đấy. Mong các bạn là sẽ đăng ký kênh của mình và hoặc là subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ, liên kết. Đấy. Mình xin cảm ơn.